Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về những cái công dụng rất là hữu ích của trái bắp nếp. Thì ở trong cái video của mình hôm nay đó là trái bắp nếp. Thì trái bắp nếp thì hầu như là bạn nào cũng đã biết và cũng đã từng ăn qua rồi. Thì bắp nếp thì ở ngoài Bắc á, nó còn có tên gọi là ngô nếp hoặc là ngô sáp. Thì còn ở miền Nam mình á, thì gọi là bắp nếp. Thì bắp nếp là nó có cái màu trắng nhạt mà rất là dẻo và rất là thơm. Thì cái bắp nếp á, là trồng ở Việt Nam rất là nhiều, mà có thể nói là trồng rất là nhiều ở những cái khu vực miền Nam. Thì bắp nếp rất là có những công dụng rất là hữu ích ở cho các bạn. Thì ở trong cái trái bắp nếp là nó chứa rất là nhiều chất sắt, mà cái chất sắt á, là nó là một cái loại khoáng chất nó rất tốt cho những người mà bị bệnh thiếu máu. Nên thành ra là khi mà các bạn ăn bắp nếp thì nó là ngăn ngừa cái bệnh thiếu máu rất là hiệu quả. Thì ở trong bắp nếp thì hầu như là rất là nhiều vitamin, ở trong đó là có hàm lượng vitamin B rất là nhiều. Thì cái vitamin B là nó có khả năng duy trì cái nhận thức cũng như là chức năng của cái hệ thần kinh. Rồi bên cạnh đó là rất là nhiều vitamin A và vitamin E. Thì cái vitamin A và vitamin E là nó có cái tác dụng rất là tốt trong cái việc ngăn ngừa cái bệnh. Thì cái bắp nếp á, là nó chứa rất là nhiều magie và phosphor. Thì nó có khả năng là bảo vệ cái hoạt động của thận nè, rồi ổn định cái nhịp tim và xương khớp. Như vậy thì khi ăn trái bắp nếp thì nó rất là hiệu quả trong những vấn đề như vậy. Trong trái bắp nếp là nó còn chứa hàm lượng vitamin B1 rất là nhiều và vitamin B9. Thì các thành phần như là chất đạm, chất béo, chất xơ, rồi kali thì rất là nhiều trong trái bắp nếp và nó là rất tốt cho sức khỏe. Cái lượng chất xơ ở trong trái bắp nếp á, là nó rất là nhiều và nó làm giúp chậm cái quá trình chuyển hóa thức ăn thành đường. Nên thành ra là nó giúp hạ cái đường trong máu rất là tốt. Thì nên thành ra là những người mà bị bệnh tiểu đường hoặc là những người mà có nguy cơ có khả năng bị tiểu đường thì các bạn mà ăn cái bắp nếp thường xuyên, bắp nếp luộc đó, các bạn phải luộc ra thường xuyên thì sẽ giúp giảm cái nguy cơ tiểu đường. Và cái bắp nếp cũng rất là hiệu quả trong vấn đề ngăn ngừa tiểu đường, rất là ok. Thì ngoài ra là trái bắp nếp là nó còn là rất là giàu chất xơ không hòa tan, là rất là lợi tiểu. Thì cái lượng chất xơ này á, là nó sẽ giúp cái cơ thể nó thải cái độc tố ra ngoài bằng nước tiểu, rồi nó còn kích thích các lợi khuẩn trong cái đường ruột phát triển, nên nó giảm cái nguy cơ mắc các vấn đề ở ruột cũng như là cái ung thư ruột kết, rất là hiệu quả. Nên khi các bạn ăn cái bắp nếp thì nó tăng cường cái sức khỏe của hệ tiêu hóa rất là tốt. Rồi cái lượng vitamin B1 á, ở trong trái bắp nếp á, là nó rất là nhiều. Thì nó sẽ giúp các bạn là trong cái tình trạng mà mệt mỏi này, rồi thiếu tập trung này, giảm trí nhớ, thì nó sẽ cải thiện cái trí nhớ của các bạn rất là tốt. Tại sao? Là tại vì là B1 nó ở trong bắp nếp rất là nhiều. Nó sẽ cung cấp một cái chất tên là acetylcholine. Thì cái chất nó gọi là, vậy có thể nói là chất truyền tín hiệu của thần kinh. Nên thành ra nó giúp cải thiện cái chức năng của bộ não và cải thiện trí nhớ rất là hiệu quả. Ở trong trái bắp nếp thì nó cũng rất là giàu beta-carotene và folate. Thì hai cái chất này á, là nó giúp làm chậm cái quá trình suy thoái điểm vàng ở mắt do vấn đề về tuổi tác. Nên rồi cái beta carotene ở trong trái bắp nếp á, thì khi mà cơ thể hấp thu á, thì nó sẽ chuyển thành vitamin A, là với cái tỷ lệ là cao hơn so với những cái loại thì rau củ khác. Nên thành ra mà vitamin A á, là nó là rất cần thiết cho cơ thể để giúp cho mắt nó khỏe và sáng. Nên thành ra mà các bạn mà khi ăn trái bắp nếp thì vấn đề về cái đôi mắt của các bạn nó sẽ được cải thiện tốt hơn và giúp khỏe cái đôi mắt của các bạn hơn. Bên cạnh đó là đối với chị em phụ nữ thì trái bắp nó cũng có một cái công dụng rất là tuyệt vời trong các vấn đề mà làm đẹp da của chị em phụ nữ. Là tại vì ở trong trái bắp nếp thì cái lượng vitamin A ở trong trái bắp nó có tác dụng là thúc đẩy phân chia tế bào và ngăn ngừa cái hình thành cái nếp nhăn ở trên da. Nên thành ra mà khi ăn trái bắp nếp mỗi ngày thì nó sẽ giúp
cho các chị em phụ nữ là có một cái làn da là luôn tươi trẻ, và có thể nói là bên cạnh đó là nó ngăn ngừa các quá trình lão hóa cũng như là hình thành các dấu hiệu của tuổi tác như là nếp nhăn nè, rồi nám nè, rồi vết chân chim nè, rồi sạm da nè, rồi những con vết thâm đen ở trên da này, vân vân. Thì đó là những cái vấn đề mà chị em phụ nữ là hay gặp, ở vấn đề là ở cái lúc mà lớn tuổi. Nên thành ra mà khi chị em phụ nữ mà ở cái tuổi lớn tuổi thì các bạn mà sử dụng cái bắp nếp thì nó rất là cải thiện về vấn đề về da. Còn nếu như mà bạn nào mà bị dị ứng thì các bạn cũng có thể lấy bắp nếp á, lấy cái hạt của bắp nếp á giã ra rồi xoa đều lên cái chỗ bị dị ứng, thì cái chỗ đó là vết ngứa nó sẽ dịu và nó sẽ giảm mà mất đi cái chỗ dị ứng đó. Nó rất là hiệu quả trong các vấn đề như vậy. Trong trái bắp nếp thì nó chứa rất là nhiều chất là có tên là beta serotonin. Thì cái chất này á, là nó có cái tác dụng chống oxy hóa và giúp ngăn chặn các tế bào tự do. Thì đó cũng là cái nguyên nhân mà để gây ra ung thư. Nên thành ra mà đối với phụ nữ, và nhất là phụ nữ mà ăn trái bắp nếp hàng ngày, thì các bạn chỉ cần luộc trái bắp nếp ăn thôi thì nó giảm cái ung thư về cái nguy cơ về bị cái ung thư vú rất là hiệu quả. Vì hầu như bây giờ ở ngoài xã hội á, là nhiều phụ nữ là đang có vấn đề về bệnh ung thư vú. Nên thành ra là các bạn nếu mà có điều kiện thì các bạn cũng nên thường xuyên ăn trái bắp nếp, thì nó là một cái giải pháp rất tốt để ngăn ngừa cái bệnh ung thư vú. Nên thành ra là ở trái bắp nếp nó là một cái sản phẩm từ thiên nhiên rất là tốt và rất là hiệu quả trong vấn đề mà ngăn chặn về ung thư vú rất là hiệu quả. Còn đối với những mà chị em phụ nữ mà mang thai thì khi đang mang thai á, thì tăng cường bổ sung cái chất có tên là folate là bằng cách là các bạn ăn trái bắp nếp hàng ngày. Vì cái chất này á, là nó giúp ngăn chặn cái nguy cơ sảy thai hoặc là vấn đề mà cái thai nhi bị phế tật, nên cũng như là giúp cái cơ thể của các bé, của thai nhi đó, nó tổng hợp tế bào mới và khỏe mạnh hơn. Nên thành ra là đối với chị em phụ nữ mà đang mang thai thì cũng nên ăn trái bắp nếp, thì nó cũng là một cái vấn đề rất tốt trong những cái quy trình mà mang thai của các bạn. Nên là các bạn nên ăn, là nó là tốt và nó là giúp cho thai nhi, là nó tốt là như vậy. Ở trái bắp á, là nó có chứa lượng là folate rất là nhiều và thiamin thì rất là nhiều. Nên thành ra là nếu như mà các bạn sử dụng nhiều thì nó ngăn chặn rất là nhiều bệnh tật. Thì ví dụ như ở trong một, các bạn có thể là sử dụng, ví dụ như là tính ra trung bình á, là ở trong một cái chén của đựng trái bắp á, hạt bắp á, thì có chứa đến là cái lượng folate và thiamin rất là nhiều. Thì nó cung cấp hơn 10% cái giá trị dinh dưỡng là gồm là vitamin C nè, rồi vitamin A nè, vitamin E nè, vitamin B nè, rồi magie, kali, canxi, sắt, phốt pho, mangan, vân vân. Thì đó là những cái chất rất là tuyệt vời mà để bảo vệ cơ thể, chống lại rất là nhiều loại bệnh tật, nó ngăn ngừa rất là nhiều bệnh tật, rồi nó ngăn ngừa ung thư rất là hiệu quả. Rồi nó là ở trái bắp là nó còn chứa rất nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan. Thì những cái chất xơ này á, những chất xơ hòa tan này á, nó liên kết với cholesterol tốt, đi khắp nơi ở trong cơ thể các bạn để hấp thụ cholesterol có hại. Thì nó là vì cái cholesterol có hại nó là nguyên nhân mà gây ra các bệnh về tim mạch đó. Nên thành ra là khi ăn trái bắp nếp thì cái tim mạch của các bạn cũng được cải thiện và được bảo vệ cái tim mạch các bạn tốt hơn. Thì cái lượng vitamin B ở trong trái bắp nếp cũng giúp giảm cái hàm lượng là giảm là hemocytein. Thì nếu mà cái chất là hemocytein này á, là nó tăng cao á, thì nó có thể phá hủy các mao mạch. Nên thành ra là từ đó là các bạn có thể có nguy cơ là dẫn đến là vấn đề như là nhồi máu cơ tim nè, rồi vấn đề về đột quỵ nè. Nên thành ra mà các bạn mà có điều kiện ăn trái bắp nếp hàng ngày thì nó cũng là một cái phương pháp mà để giúp cải thiện cái vấn đề tim mạch của các bạn rất là hiệu quả. Trái bắp nếp á, là ăn rất là ngon và nó no lâu. Nên thành ra là các bạn mà ăn để tốt cho cơ thể thì các bạn cũng nên ăn ở một cái lượng vừa phải. Còn nếu như mà các bạn mà ăn quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của các bạn.
Vì cái lượng lớn mà rất là nhiều cái tinh bột có ở trong trái bắp á, là nó khi mà nó đến ruột á, nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều khí và gây ra cái chứng là đầy bụng, khó tiêu. Nên thành ra là các bạn mà ăn ở cái lượng vừa phải thì nó rất tuyệt vời. Nhưng mà nếu các bạn ăn quá nhiều, có thể là rất là nhiều, thì nó sẽ gây ra cái chứng là đầy bụng khó tiêu. Nên thành ra các bạn cũng nên cân nhắc kỹ trước khi ăn một cái lượng nhiều. Thì các loại chất xơ rồi các loại protein như là lectin này thì nó sẽ tích tụ nhiều, nó sẽ tạo ra cái sự nặng nề cho cái hệ tiêu hóa và nhất là dạ dày, nên nó thể là gây là rối loạn đường ruột rồi tiêu chảy đó. Nên các bạn cũng ăn một lượng vừa phải nó là tốt nhất. Thì ở trái bắp nếp á, là nếu như mà các bạn mà để mà tốt cho sức khỏe của mình thì các bạn nên ăn trái bắp một cái lượng hợp lý, thì như vậy là rất là tốt cho cơ thể của các bạn. Nếu như mà các bạn bạn nào mà đang có bệnh về đường tiêu hóa này, rồi tiểu đường này, hoặc là các bệnh dị ứng hay là viêm đại tràng, thì khi mà các bạn ăn trái bắp mà nếu mà cơ thể các bạn mà có cái phản ứng lạ thì các bạn cũng nên là khám chữa để xem là nó như thế nào, hoặc là các bạn phải đi khám. Là vì ở những các bạn mà bị những cái bệnh đó thì nó có cái khả năng là sẽ có những cái phản ứng sau khi ăn rất là nhiều bắp. Thì các bạn cũng nên là khi ăn bắp thì các bạn cũng nên chọn những cái trái bắp mà nó tươi, chứ còn các bạn đừng ăn những cái trái bắp mà nó lâu quá rồi nó bị mọt hoặc là nó bị mốc, thì như vậy nó sẽ hại cho cơ thể các bạn và ảnh hưởng rất là nhiều đến gan các bạn, vì những cái sản phẩm mà nó đã bị mốc rồi thì nó là không tốt cho sức khỏe của các bạn. Nên thành ra đối với những cái sản phẩm từ thiên nhiên thì tốt nhất là các bạn nên ăn những cái trái còn tươi, thì như vậy nó rất là ok. Thì nói tóm lại là trái bắp nó rất là tốt và nó rất là hiệu quả trong các vấn đề mà ngăn ngừa các loại bệnh tật, mà trong đó là nhất là ngăn ngừa các bệnh thiếu máu và bệnh ung thư, rồi cũng như là một số bệnh tật khác. Rồi nên thành ra là khi các bạn mà ăn trái bắp hàng ngày hoặc là một tuần các bạn có thể ăn một hai lần thì nó, hoặc là vài lần, thì nó là một cái phương án rất là hiệu quả để các bạn cải thiện cái sức khỏe của mình. Thì cái clip của mình hôm nay mình cũng dừng ngang đây, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Chào các bạn nha.